Dạ con nói con là ở liêu liêu đồ đồ không không có nhà, nhà ở về ở liều. Rồi bữa nay thì con có nhà rồi, là bạn bè hết chọc rồi. Và từ một cái túp lều ở cạnh bờ ruộng mà vợ chồng của anh Cảnh, chị Trang và bé Thành, bé Công nương náo, thì hôm nay đã trở thành một căn nhà khang trang như thế này đây cô chú anh chị. Cuộc sống sẽ thay đổi hoàn toàn. Thành, cái gì kìa? Tivi và tủ lạnh. Yeah, có tủ lạnh và tivi rồi. Đẹp không Thành? Dạ đẹp. Nói chung là được có cái nhà với lại đồ đạc trong nhà mừng lắm. Chắc tối nay ngủ không được luôn á. Ngủ không được luôn. Dạ. Cái này là tặng riêng cho chị Trang. Wow, nguyên một bộ nồi luôn. Đẹp quá. Ơi sao? Con á có nhà mới con vui lắm luôn á. Vậy hả? Có nhà mới vui lắm hả? Ngày mai là được ngủ nhà mới rồi đó. Quá mừng. Cho nên á là bác hai nó thay thế gia đình để khoe được cái bạn. Mình đi vô trong nhà, mình dán lên luôn nha. Dạ. Hiểu không? Dạ chịu. Rồi đi. Đi. Và như vậy thì hôm nay Nhân sẽ bàn giao căn nhà yêu thương số 4 cho vợ chồng anh Cảnh, chị Trang nha cô chú anh chị. Có thể nói thì một cái hành trình nó không dài nhưng mà nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của vợ chồng anh chị luôn. Và từ một cái túp lều ở cạnh bờ ruộng mà vợ chồng của anh Cảnh, chị Trang và bé Thành, bé Công nương náo ở ngay phía sau kia, thì hôm nay đã trở thành một căn nhà khang trang như thế này đây cô chú anh chị. Cuộc sống sẽ thay đổi hoàn toàn kể từ Tết năm nay nha. À, cũng kịp để đón Tết luôn rồi cô chú anh chị. Nhà thì bây giờ là 95% hoàn thiện rồi. Cách đây hơn một tháng thì Nhân đã chia sẻ hoàn cảnh của anh Cảnh, chị Trang. Và đúng một tháng sau thì Nhân nhận được những sự ủng hộ từ cô chú anh chị. Trong vòng 7 ngày xây nhà nữa thì tính đến nay trầm trèm là Nhân tính là khoảng là 40 ngày. 40 ngày thay đổi hoàn toàn cuộc sống của vợ chồng anh Cảnh, chị Trang và hai bé Thành Công, rất là dễ thương ha. Thì hôm nay là căn nhà đã hoàn thiện 95%. Thì đây là tổng thể của căn nhà. Đây là một căn nhà tiền chế, bởi vì Nhân chỉ đủ duyên để làm được nhà tiền chế thôi cô chú anh chị, chứ không có được nhà tường. Nhưng mà như thế này là đã rất là ấm cúng cho anh chị rồi. Cái nền thì Nhân cho cuốn lên rất là cao, bởi vì nơi đây là một cái vùng ngập. Cứ đến mùa triều cường thì nước sẽ ngập lên, thì những cái nhà xung quanh đây là bị ngập hết. Tuy nhiên thì khi mà Nhân cuốn nền như thế này thì căn nhà này là đảm bảo là không còn ngập nữa. Khi mà lên tổng thể cái căn nhà thì Nhân thấy cái chiều dài rất là dài luôn, nhìn rất là khang trang và vững chãi ha. Thì hiện tại là những cái khâu cuối cùng đó chính là hoàn thiện về cái phần điện của chú anh chị, hệ thống điện ở trong nhà nè, cùng với đó là lót gạch cái phần nhà bếp và hoàn thiện cái nhà vệ sinh nữa. Bé Thành thì 4:20 chiều mới đi học về nè cô chú anh chị. Và rất là nôn vào nhà mới rồi, mà mẹ bắt đi tắm một cái. Dạ con, hồi trưa con mẹ nói chú Nhân qua, hồi trưa con không chịu ngủ, con đợi chú Nhân qua. Vậy hả? Rồi giờ chú phải đợi con đi học về chú mới dám quay nè, thấy không? Chú Nhân ơi. Ơi sao? Con có nhà mới con vui lắm luôn á. Vậy hả? Có nhà mới vui lắm hả? Ngày mai là được ngủ nhà mới rồi đó. Đây là cái sinh hoạt hàng ngày của mấy bé nè. Tắm ở dưới sông như thế này nè. Tại vì nhà thì gần sông, mà những đứa trẻ ở quê thì nó thích sinh hoạt như thế này lắm. Tắm sông, mẹ tắm đi nha mẹ. Rồi giờ vô rồi cái chú bàn giao cho cái nhà nha. Dạ. Mừng không? Ừ, ngày mai có nhà ngủ rồi, vô thay đồ đi. Ủa, muốn ghi thiệt hả? Ghi thiệt luôn. Quá mừng. Quá mừng. Cho nên đó là bác hai nó thay thế gia đình để khoe được cái bản đó là căn nhà yêu thương. Căn nhà yêu thương. Dạ. Các anh, các chị, các cô, các chú. Quá mừng. Đã hỗ trợ cho cháu. Ở đây rất là mừng. Dạ. Được chưa? Được chưa? Cầm bản nãy giờ để lên ngực luôn. Dạ. Đây là bác hai của bé Thành nè ha. Hôm nay là cũng mừng cho cháu đúng không? Dạ. Tí nữa gắn cái bản nó lên luôn đó. Không ấy thôi cầm đứng luôn đi. Ủa, người ta quay qua quay lại rồi sao? Dạ.
À, Vịnh, về Vịnh luôn đi. Qua Tết luôn. Nói chứ cái này cũng là để tri ân quý mạnh thường quân. Dạ, tri ân. Rất là cảm ơn các cô, các chú luôn. Dạ, để có dịp cô chú anh chị mà về đây thăm á, thì thấy tấm bảng cũng ấm lòng. Dạ. Rồi, bây giờ chú đưa cho Thành tấm bảng này. Thành đọc cho cô chú anh chị nghe coi cái này là gì nha. Kênh YouTube, Facebook, Nhân Chính. Nhân Chính. Thôi, được rồi, bỏ từ đó đi. Nhân Chính được rồi. Nhân Chính. Đại diện. Quý Mạnh Thần. Khoan cắt cho bé nó đọc hết cái chú. Mạnh Thần Quân. Rồi. Thân tặng căn nhà yêu thương. Số mấy? Số 4. Rồi quay cái tấm bảng ra. Rồi cho cô chú thấy nha. Rồi rồi được rồi, cắt gạch đi. Rồi bây giờ thì tấm bảng này con biết là để ở đâu không? Dạ. Để ở đâu? Dạ để. Để trong căn nhà mới. Để trong căn nhà mới. Con muốn dán nó lên đâu? Dạ con dán nó lên miếng tôn đó. Hai miếng tôn ở giữa nhà hả? À. Rồi bây giờ thì cầm cái tấm bảng này mình đi vô trong nhà mình dán lên luôn nha. Dạ. Hiểu không? Dạ chịu. Rồi đi. Đi. Đi hai. Để tri ân quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ tác tâm xây dựng căn nhà, thì đây là một cái tấm bảng để cô chú anh chị biết là đây là một căn nhà yêu thương từ tình thương của rất là nhiều cô chú anh chị. Và nếu như có dịp anh Cảnh canh nha, anh Cảnh, nếu như có dịp mà quý Mạnh Thường Quân mà có về đây thì thấy cũng rất là ấm lòng. Anh thợ đóng la phong sẵn gắn tấm bảng giùm luôn. Méo là bắt đền nha. Thì đây là căn nhà yêu thương số 4 mà Nhân hoàn thiện. Đây sẽ là căn nhà cuối cùng ở trong năm cũ. Và sẽ nghỉ Tết rồi nha cô chú anh chị. Sang năm đủ duyên thì sẽ tiếp tục. Nhân hy vọng rằng có những căn nhà tiếp theo. Rồi bây giờ thì Nhân sẽ chia sẻ từng phần của căn nhà nha cô chú anh chị. Đây là phòng khách rất là rộng luôn. Thì đây là cửa kéo Đài Loan đã thống nhất trong khoán làm nhà, thì có cái cửa kéo này để cho vững chắc. Đó, này là kéo lại nha. Thì kéo lại là ở trong này là rất là an ninh, đi đâu thì cũng an tâm. Khi mà mở ra thì ánh sáng nó sẽ hết cái phòng khách luôn, cho nên nó rất là sáng thôi chú anh chị. Và cửa này cũng rất là đẹp. Còn cửa sổ thì mình sẽ có là 4 cửa sổ đúng không chú? 4 cửa sổ. 4 cửa. 2 cửa là ở phòng khách. Đây là cửa nhôm kính. Thanh bảo vệ là inox ha. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ là đã hơn 5 giờ chiều rồi cô chú anh chị, nhưng mà nhà vẫn rất là sáng. Do thứ nhất là lót gạch màu sáng nè, la phông màu sáng nè, và có nhiều cửa sổ. Rồi, điện thì đi bên này một ổ, công tắc điện ở đây. Ổ bên kia thì để gắn tivi. Điện thì trong nhà vẫn chưa có, mới lắp đến phòng ngủ một thôi. Vậy mình xem phòng ngủ 2 trước được không ta? Phòng ngủ 1 thì cũng có cửa sổ nè cô chú anh chị. Gạch thì mới vừa lót xong. Chị Trang dọn dẹp ha. Dạ, ráng dọn dẹp đặng ngày mai vô nhà mới chứ. Mai cúng cái ha. Dạ. Mai đi vô nhà mới không đi, nay ngày tốt nè. Nay ngày tốt hả? Nay 15. Mà không kịp. À, vô cũng đã rồi, mới 15 rồi. Rồi, đây là phòng ngủ 2. Thì cũng có cửa sổ rất là sáng sủa. Mà do bây giờ thì trời tối rồi cô chú anh chị. Chưa có điện kịp. Chưa có quét dọn gì kịp hết. Thì la phông Nhân sẽ cho đóng dài từ ở ngoài trước hành lang ra đến ngoài sau luôn nha. Gạch thì bây giờ phải chà ron. Diện tích của hành lang này nó cũng rộng. Rồi đến mét 2 luôn. Dạ, hành lang mét 2 hả? 3. Con có cảm giác hình như là nó rộng hơn cái nhà tường rất là nhiều nha. Đúng rồi. Tại vì nhà tường sẽ tốn một cái diện tích gạch á. Đúng rồi. Nhà tiện chế thì được cái là nó rộng thôi. Ui dạ.
Rồi trong này là toilet. Lót gạch chưa? Chưa. Mới để mới để gì đi nữa. Ướm thử hả? Mới để là đâu ra đi. Rồi đây là toilet. Có bồn cầu ha. Bồn cầu nè. Ngoài ỉa. Ngoài ỉa đó đó hả? Hồi chị nghĩ nó dọn ngồng. Hồi trước giờ đi cầu cá không? Giờ đi cầu này quen không? Quen. Quen. À, bồn cầu thì có cái nút dội mà sao nha bác chị, tại vì chưa có lắp nên chưa có để vào. Cái này là cái đồ gắn. Đúng rồi, gắn cái bồn nước mà sao để dội cầu. Đi nhớ dội cầu nha. Chứ cái này là cái nắp. Cái nắp. Thành, dạ. Mấy hôm nay khi mà xây nhà thì con ngủ ở đâu? Dạ, con ngủ ở đó, chung với em thì cũng hơi chật chội. Hơi chật chội đâu, cho chú coi coi. À, cái lều dở rồi hả? Dạ, lều dở rồi bây. Bây giờ làm bằng tôn vậy nè. Ừ. Thì cái này là một cái máy tiền chế tạm để cho vợ chồng anh Cảnh, chị Trang và hai bé ngủ đây nè cô chú anh chị. Ủa, con đang... Cái lều thì đã dở rồi, bởi vì cái lều thì nằm ở ngay vị trí này, do là xây nhà cho nên là phải dở ra rồi. Đâu, con ngủ ở đâu đâu chị, chú coi coi. Dạ, con ngủ ở đây, mẹ ngủ ở đây, cha ngủ ở đây, em con ngủ ở đây. À. Em con á là phải cần lấy một cái gói và tắm bên đó đó. Ừ. Để không thôi em con nằm xéo quá bị muỗi cắn. Rồi giờ Thành biết á là những ngày tới Thành ngủ ở đâu không? Dạ, tối nay hả? Những ngày sắp tới nè. Những ngày sắp tới thì ngày mai được vô nhà đó ngủ rồi. À, con có nhà mới như vậy á thì con mừng không? Dạ có. Rồi con có cảm ơn cô chú anh chị không? Dạ chưa. Con cảm ơn đi. Con cảm ơn cô chú anh chị về đã giúp con có một ngôi nhà ở. Hồi trước bạn con nói con sao? Bạn con nói con là ở liêu liêu đồ không có nhà ở về ở liều. Ừ. Rồi bữa nay thì con có nhà rồi, là bạn bè hết chọc rồi. Nhưng mà bạn có chưa, nhưng mà bây giờ chú gửi lên cho bạn con là bây giờ bạn hết chọc luôn. Ừ, để chú về chú đăng clip sớm ha. Cho bạn bè thấy bạn bè không có được chọc Thành nữa nha. Ừ. Bạn bè chọc kỳ quá. Nay là Thành có nhà ấm cúng rồi. Ngày mai là vô ngủ nhà mới, ngày mai kêu mẹ đi mua tấm niệm nha. Nay chú mua không có kịp. Ừ. Thành thấy ăn kẹo dừa ngon không? Dạ ngon. Mấy chú thợ là cho con kẹo dừa rồi, còn con cái này là của chú nè, lần trước chú hứa chú mua bánh cho con với lại công. Này là biết gì không? Hình như cái đó là bánh tráng phải không? Đặc sản bánh tre luôn. Này là bánh tráng sữa. Nè, cầm đi con. Cầm đi. Thả nó xuống đi. Rồi. Hứa bữa hứa có bánh, hôm nay có bánh nha. Con cảm ơn chú nha. Ừ. Thành là khoái ăn bánh dữ lắm nè, công có khoái ăn bánh không? Có. Bánh tráng. Bánh tráng sữa, cái đó là ăn liền được đó, chứ không có cần nướng. Gì hả? Hiểu không? Ăn liền á, cái đó ăn liền. Ăn thử đi. Sẽ. Con. Bánh tráng này không phải bánh tráng nướng, bánh tráng này ăn liền nha. Cái này xé ra. Không biết xé không? Rồi ăn thử coi ngon không? Đặc sản bánh tre. Ngon. Chưa nuốt nữa mà ngon. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngọt ngọt ngon ha. Ừ. Bánh tráng này là bánh tráng ăn liền nha, không có cần nướng. Nướng là ngon không? Nướng là bánh tráng khác. Ủa con không ăn hả? Nướng là bánh tráng vậy mà cứng cứng á. Đúng rồi, nướng là bánh tráng giòn, bánh tráng cứng khác. Nhân cũng tranh thủ trong ngày hôm nay thì Nhân đã mua hết tất cả những cái nội thất mà cần thiết cho gia đình. Đây là những cái đồ điện tử. Chị Trang ơi, chị Trang, nồi cơm, mai mốt nấu cơm điện nha. Trả tiền điện. Nồi cơm điện, rồi giờ là khiên cái cũng quan trọng vô nè, hồi xưa giờ gia đình mình không có xài cái này. Rồi hai người khiên vô cẩn thận ha. Thợ thì hẹn đến trước 8 giờ tối thì mới đến để mà thử tủ lạnh, gắn tivi lên tường, cài đặt tivi và một số cái thiết bị khác mà Nhân vừa mua. Nhân thì không có đợi được cho nên Nhân quyết định Nhân trở về sớm.
mà cuối cùng thì bây giờ thì cũng gần 6 giờ chiều rồi cô chú anh chị. Biết cái gì không chị? Hả? Tủ lạnh. Tủ lạnh hả? Tủ lạnh. Cười rồi, cười rồi. Cái này là mua thịt, mua cá rồi để vô. Nước thì ướp lạnh ha. Có máy lạnh không? Trời ơi, biết có hỏi gì không? Có máy lạnh không? À, đội máy lạnh đó hả? Chắc chết chú luôn quá à. Có máy lạnh không? Nè, lấy gì nữa nè Thành? Lấy gì vậy? Rồi, biết nãy gì không? Vô khui ra đi rồi biết. Vô khui ra luôn đi cho cô chú anh chị thấy. Đây đây em gắn cái mít luôn nè. Con cảm ơn chú nha. Rồi vô khui ra luôn đi. Nha. Chú nhân cho nhiều đồ quá hà. Nhiều đồ quá hà. Cái này con để máy xanh. Cái này là tặng riêng cho chị Trang. Wow, nguyên một bộ nồi luôn. Đẹp quá. Rồi cái này là nấu bếp ga thôi nha. Dạ. Rồi mở luôn cái kia coi gì. Vậy là đồ tặng cho chị Trang là có nồi cơm điện nè, nồi nè, bếp ga, bếp ga nè, tivi nè, tủ lạnh nè. Tivi của ai? Wow, cái này tấm thớt nè. Không, tivi này tặng cho ai? Wow, ấm siêu tốc nữa nè. Rồi ấm siêu tốc. Vậy là ô có cái này nữa nè, tấm thớt. Vậy là từ giờ con đừng có tivi, khỏi khỏi coi điện thoại. Coi, đúng con. Rồi, coi tivi. Ở đây có wifi không? Không. Không có wifi hả? Ủa, đây mốt phải cái lắp wifi rồi. Nhà bên bác có wifi không? Dạ không. Không có ai. Không có luôn hả? Dạ. À. Sao coi tivi? Vậy mai mốt là phải lắp cái wifi để coi YouTube. Đẹp quá. Đẹp không? Đẹp. Dạ. Rồi quạt máy luôn này nha. Quạt máy thì hồi nãy thợ lắp rồi. Hai cái quạt máy này là hai cái phòng ngủ. Dạ. À, em thấy thì quạt đứng này một là nó cũng đẹp, hai là chị có thể linh hoạt chị đem ra phòng khách cũng được. Dạ. Mà đem phòng ngủ cũng được. Dạ. Hoặc là nấu ăn thì mình xách xuống bếp. Dạ. Không có linh hoạt. Dạ. Dạ. Này là thớt. Có tại vì thấy trong đó bán cho nên thôi trang bị cho gia đình luôn. À, bếp mới thì có số đồ mới. Là thằng bên đây là anh Nhân tặng cho em hả? Dạ không, cái này mạnh thường quân để chút em công khai lên luôn. Dạ. Dạ. Thôi vậy thầy sẵn bây giờ em sẽ công khai cái phần này trước đi ha. Cái này là về giá cả. Cái này là tất cả nhân mua ở trong cửa hàng Điện Máy Xanh hết. Thì ở đây là có một cái hóa đơn còn y nguyên như thế này luôn. Thì nhân cũng xin thông tin luôn. Đó là có hai cái thớt. Thớt lớn là 84.000, thớt nhỏ là 62.000. Bộ nồi inox ba đáy nắp kín này là 475.000. Đây là tất cả những cái giá đã giảm rồi. Bé Công, im cho chú đọc cái coi. Im nè. Bếp ga đôi là 504.000, bình đun siêu tốc là 167.500, nồi cơm điện là 395.000, quạt lửng là 426.000 một cái, là hai cái. Thì tổng cái này tạm tính là 2.540.000. Đó là những cái đồ lặt vặt ha. Còn hai cái mà lớn nhất đó là một cái tivi, là tivi này là 40 inch lận. Đó yeah. Nhìn thấy to không? Yeah, to đùng luôn. Là 40 inch này là giá đã giảm rồi, 4.990.000. Tủ lạnh Toshiba là 4.819.000. Rồi em mua luôn cho gia đình mình là một cái giá TV, một cái giá mà gắn lên tường á. Dạ. Chút thợ sẽ vô gắn nè. Dạ. Thì cái giá này là mua thêm luôn, đó là 180.000 nè, 180.000 nữa. Thì tổng cộng là nhân đã chuyển khoản, đây là nhân thanh toán là 12.529.000. Coi như là tính chẳng là 12.500.000 đi. 12.500.000 ha. Thì em thông tin với chị, hóa đơn này là toàn bộ là rõ ràng hết. Chị phải giữ lại cái này. Cái này là người ta sẽ bảo hành luôn. Có số điện thoại bảo hành luôn nè. Thì khi mà nếu như có vấn đề gì á, thì chị ra chị đọc số điện thoại của em. Tại vì số của em nãy em mua hàng á, em chị ra chị đọc số đó thì sẽ bảo hành những cái này. Đúng ra thì mua thêm. Không. Không nghe lì quá à. Im, thôi xuống im nè, im nè, nghe chú Nhân nói nè. Đúng ra thì sẽ có thêm nệm đâu nè. Nhưng mà thôi cái đó thì chút em sẽ trao tiền gia đình mình tự sắm sửa. Dạ. Ha. Dạ. Rồi, giờ trước tiên là nhiêu đây trước, dạ. Bạn giao trước. Dạ. Em cũng xin cảm ơn các cô chú, anh chị bên Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho em. Dạ, em vui và em mừng dữ lắm anh. Dạ. Yeah, yeah.
Lúc mà chú Nhanh nói, tôi phải sẵn con hát nhạc này nha. Rồi hát đi. Chẳng mua tivi đến tìm máy xanh, bạn muốn mua xe tăng đến tìm máy xanh, bạn muốn mua lựu đạn vậy rồi đó đến tìm máy xanh. Rồi cái này nó hát vui thôi nha, chứ Nhân không có bia cho điện máy xanh nha cô chú anh chị. Cái này thì tiện ở đâu mình mua ở đó thôi. Điện máy xanh. Ta tưởng quảng cáo cho điện máy xanh nữa à. Đập hộp nha, đặng kiểm tra hàng luôn. Chú Nhân cho con. Cái này là kéo lên. Thanh đừng có quậy, kìa, phụ mẹ kìa Thanh, dở lên phụ mẹ, dở lên. Rồi. Ủa? Rồi xoay cái mặt tủ lạnh qua đây. Bây giờ thì thợ cũng lắp tivi luôn. Thanh, cái gì kìa? Ủa, tivi và tủ lạnh. Đẹp không Thành? Dạ đẹp. Tao đứng trong cái tủ lạnh coi. Ồ, có cái gì nữa nè mẹ? Đâu mở ngăn dưới ra coi. Hồi nào giờ thì gia đình mình là không có tivi. Dạ, chưa không có tủ lạnh. Không có luôn. Không có tất cả mọi thứ này luôn. Dạ. Tại vì ở lều mà đúng không? Cà đặt tí xíu nha. Bây giờ thì do là điện trong nhà chưa có xong, cho nên mình phải câu tạm ở ngoài vào để cho anh cài đặt cái tivi. Rồi giờ có tủ lạnh này rồi, xài cái gì đây? Chia sẻ lên cho cô chú anh chị nghe. Dạ thì có tủ lạnh rồi để làm đá cho mấy đứa nhỏ uống. Thì để dành chồng em có đi bắt cá bắt đồ được á, thì để dành vậy đó. Có được tủ lạnh để rau củ quả bà con người ta cho em đó, để dành để ăn dần vậy. Rồi biết làm sao không? Dạ. Biết làm sao không? Trả tiền điện. Dạ. Hồi trước giờ ở lèo thì không tốn nhiều điện hết đó. Dạ đúng rồi. Giờ vô nhà này rồi là tốn tiền điện đó nha. Dạ. Tiết kiệm. Con phải cố gắng để làm để đóng tiền điện. Dạ. Thì xài tiết kiệm lại. Còn bếp ga thì ví dụ như là những cái gì cần hâm nhanh á. Dạ. Thì mình hâm. Còn không thì mình vẫn giữ cái bếp củi rồi mình nấu. Dạ đúng rồi, em vẫn phải tiết kiệm. Dạ. Chứ không phải có tiền mạnh thường quân rồi cái mình xài xả láng xong hết trơn luôn là tiêu luôn. Dạ. Cái đó chắc không đâu, em là em tiết kiệm lắm. Ừ. Dạ. Rồi tivi thì bình thường hồi trước không có tivi thì tụi nhỏ nó coi tivi ở đâu? Dạ không có tivi, không có coi luôn nữa. Không có hả? Dạ. Rồi nè tivi nè, 40 inch đó nha. Chú ơi, bắt dựng tivi cho con coi. Nhà con không có mạng mà. Con muốn coi phải từ từ, chưa có mạng. Muốn coi mai mốt vô mạng rồi coi nha. Có nghĩ là được cái nhà rồi còn được tùm lum gì nữa không? Dạ chưa bao giờ nghĩ tới luôn á. Tại sao dưới đây nó sáng hả? Tội nghiệp quá. Sao cứ nói đến là khóc vậy, là cái vui quá hay là thế nào? Dạ vui lắm. Nếu như em nói thật sự chứ, nếu như mà mình không có được của chú thì ủng hộ như thế này, nhiều khi cả đời mình cũng không được có được cái nhà này nữa. Dạ, tại vì với lại cuộc sống của em hiện tại muốn có nhà rất là khó luôn. Đúng rồi. Nói chung là không có thể luôn chứ đừng nói mà chữ khó. Thì giờ em cũng phải lo cho mẹ, bây giờ nhà cửa không có, em cũng cố gắng nhiều lắm. Em nghe nói mới vừa qua thì mẹ cũng phải chạy thận tiếp. Dạ. Là bữa đó là hết bao nhiêu tiền nữa rồi? Dạ cái bữa anh qua xong rồi anh về khoảng 2-3 ngày gì đó. Mẹ kiểu như là thiếu máu quá á, không có để chạy được á. Rồi mẹ rất là mệt nữa, đi mẹ thở không có nổi. Nên vợ chồng em mới chở mẹ đi ra ngoài tới tận Cần Thơ nhập viện lại. Là hết khoảng gần 7 triệu tiền của anh Nhân đưa em đó. Rồi em phải chạy mượn thêm nữa.
Thì xong rồi em mới kêu chồng em á là đi lên trên Bình Dương á, Sài Gòn chứ, là bên Thủ Đức á, là chồng em đi làm hồ cho một người cậu, người cậu gửi tiền về để cho em trả nợ cho người ta. Thì nghe tin bên Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em được cái nhà thì em mới kêu là chồng em về. Thì nói chung là sau này vợ chồng vẫn phải cố gắng đi làm. Dạ. Đã an cư rồi thì tự vợ chồng phải lạc nghiệp. Dạ. Phải tự đi làm chứ cũng không ai giúp hoài được đâu nha. Dạ. Là qua cái giai đoạn khó khăn này rồi, có nhà cửa ổn định rồi là xem như là đã xong rồi đó. Dạ. Còn lại là vợ chồng phải cố gắng. Dạ. Em cũng cố gắng để mong sao sau này em làm ăn khấm khá lên. Em sẽ cũng giúp đỡ cho những người giúp khác. Cho những người khó khăn lại. Dạ. Nha. Dạ đúng rồi. Em sẽ giúp lại. Thì chiều hôm nay Nhân cũng quay trở lại đây. Thì hôm nay Nhân sẽ bàn giao nhà luôn đó cô chú anh chị. Khá là gấp gáp cho nên là mọi người cũng chiều giờ ai cũng lu bu gì Nhân. Điện thì nãy giờ mới làm được 50% nhà thôi, cũng phải làm kỹ từng khâu. Còn 50% nhà còn lại nữa mà hối mấy anh quá cho nên là mấy anh mới cho lên đèn trước như vậy để mà mình được quay phim. Hôm nay là Nhân sẽ rời khỏi Cần Thơ rồi cho nên là Nhân chỉ có ngày hôm nay để mà Nhân bàn giao những cái này thôi. Cũng cố gắng, bây giờ là đã 6 giờ rưỡi rồi cô chú anh chị. Thì Nhân cũng thông tin luôn với gia đình luôn, có gia đình đang ở đây luôn. Thì Nhân và Mạnh Thường Quân đã thống nhất đó là khoán căn nhà này là 100 triệu đồng. Bao gồm các khâu, đó là hôm nay cũng có chú thầu luôn. Thì chú thầu có thể chia sẻ lại là các khâu đó là cuốn nền nè, làm tiền chế nè, hệ thống điện. Hệ thống đi điện. Dạ, nền này là hiện tại là đang cao lên bao nhiêu, thông tin giùm con luôn. Nền là 3 tấc rưỡi á. Con thấy hình như là đến 4 lớp gạch hay gì đó đúng không? Do... tới 4 tấc, cỡ 4 tấc tới lại. Dạ. Thì đất này là chỗ này thấp. Nhưng mà gia đình là cũng rất là đồng ý với cái nền này là đủ độ cao rồi. Đó là sẽ không còn bị ngập nữa. Cho nên là cái nền này là nó cũng tiêu tốn khá là nhiều bởi vì nó khá là cao nha cô chú anh chị. Rồi ngoài ra thì cái khâu tiền chế này, hành lang là bao nhiêu mét ạ? 2 mét. 2 mét. Phòng khách? Phòng khách 3 mét rưỡi. 2 phòng ngủ? Phòng ngủ 2m8, 2 phòng. 2m8 một phòng, toilet và nhà còn, bếp. Còn nhiêu là sao là 2m9. Dạ, thì tổng cộng là ngang 4, dài 14, là diện tích là 56m2. Khoán tất cả luôn, luôn điện đó là 100 triệu đồng. Thì trong quá trình làm là Nhân đã thanh toán các khâu bởi vì Nhân là ở quá xa đi. Và hôm nay Nhân mang tiền đi nó cũng đường xa, xá xa xôi thì Nhân cũng không dám cầm nhiều tiền. Cho nên là toàn bộ Nhân đã chuyển khoản cho chú thầu theo từng cái giai đoạn. Và hôm nay là con đã chuyển đủ là 100 triệu rồi ha. Ngoài ra thì có một cái khoản phát sinh đó là có anh Minh Tâm Vũ. Anh Minh Tâm Vũ thì quyết định là tặng thêm cho gia đình một cái số tiền để làm vốn nuôi gà. Nhưng mà sau khi bàn bạc thì không có thuận tiện để xây chuồng gà bởi vì không còn đất nữa. Cho nên là sẽ quyết định đó là anh cho làm cái la phong này để tiện cho cái việc chữa bệnh của mẹ của chị anh Cảnh chị Trang á là được tốt hơn bởi vì nó sẽ giảm cái độ nóng lại rất là nhiều. Nó sẽ làm mát nhà thì ở đây nó cũng chữa bệnh nó cũng tốt hơn nữa. Thì đóng la phong này á là hôm nay con thanh toán thêm tiền la phong trích từ tiền của anh Minh Tâm Vũ. Đó là con thanh toán là thống nhất là 10 triệu đồng đúng không? Đúng rồi. Dạ rồi. Ở đây là 10 triệu đồng này, kiểm tra lại giùm con. Rồi cứ đếm luôn đi. Dạ. Cứ đếm lại giùm con luôn. Như vậy thì Nhân thông tin rõ là căn nhà hoàn thiện tất cả luôn, phần điện đó là 100 triệu và bây giờ đi thêm cái phần la phong phát sinh này là 10 triệu đồng. Dạ. Đủ rồi. Rồi đủ ha. Rồi giờ chú thợ cứ dọn dẹp này kia đi ha, con xin phép. Này rồi, để con nhanh cho gia đình còn nghỉ nữa, tại giờ ai cũng đuối hết rồi. Rồi lia cái máy xuống đây đi. Bữa nay không có cameraman luôn, bữa nay á là chị Trang đang phải cầm máy giùm. Rồi đeo cho bé Thành đi ha. Rồi giờ mời chị Trang vô đây ngồi ha. Bây giờ thì cũng tối rồi, cũng tranh thủ những cái giây phút cuối cùng này ha để bàn giao căn nhà cho gia đình. Thì gia đình cũng thấy là đã hoàn thiện tất cả rồi. Em thì cách làm trước giờ là em khoán, tại vì em không có sát sao theo dõi được. Thì em khoán với lại thợ, thì trao đổi với Mạnh Thường Quân thống nhất hết. Thì là bây giờ căn nhà đã hoàn thiện như thế này, 95% rồi đó, chị thấy như thế nào? Dạ thấy rất là mừng và vui lắm. Thì có nhà mới để che nắng che mưa cho các con, nhà mà rước cha với mẹ về ở chung. Dạ, rước cha mẹ về ở chung. Dạ, để tiện chăm sóc về bệnh tình của mẹ.
mẹ của chị thì mẹ của anh Cảnh chứ ha. Dạ. Mẹ chồng á thì dạ. cũng suy thận giai đoạn cuối rồi. Dạ. Cho nên là sẽ còn một cái hành trình chữa bệnh nó cũng có lẽ là cho đến cuối đời luôn. Dạ đúng rồi. Cho nên là gia đình mình cố gắng an cư rồi thì sẽ cố gắng đi làm, tiếp tục chữa bệnh cho mẹ. Dạ. Thì em gửi lời động viên. Khóc giờ mình không phải lo đến chỗ ăn chỗ ngủ nữa thì mình tập trung mình lo cho mẹ, lo cho các con. Ừ. Dạ, trước tiên thì em cũng xin cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ gia đình em có được cái nhà để che nắng che mưa cho con ở với cha mẹ ở. Cũng không biết nói gì hơn, cũng mừng nhiều lắm. Rồi bây giờ thì em sẽ cảm ơn Mạnh Thường Quân nè. Đây là một cái phần rất là quan trọng ha. Bây giờ Nhân xin chân thành cảm ơn là quý cô chú anh chị đã ủng hộ để xây nhà cho anh Cảnh chị Trang, cũng như là mua những cái nội thất và có một cái số vốn cho anh chị làm ăn trong thời gian tới. Thì hai Mạnh Thường Quân lớn nhất đó là Minh Hùng ở Illinois ở nước ngoài ha, và anh Minh Tâm Vũ là hai Mạnh Thường Quân chính lớn nhất. Thì một chút Nhân sẽ cảm ơn sau. Bây giờ Nhân xin phép đọc cái danh sách từ đầu cho đến cuối trước. Nhân xin chân thành cảm ơn là cô Trương Mỹ Xuân 300.000, Ngô Nguyễn Bảo Hân 50.000, Mạnh Thuân giấu tên 100, Võ Trương Phúc Tây Ninh 200, Nguyễn Thị Mừng 50.000, Mạnh Thuân giấu tên 300, Trần Mỹ Linh 300, Lê Minh Anh 50.000, Thảo 200, Đỗ Thành Luân 1.000.000, Nguyễn Thị Bích Chân 100, Mạnh Thuân giấu tên 1.000.000, gia đình Đỗ Quyên 2.000.000, anh Tài USA 1.000.000, Hồ Thị Na 100, gia đình Mỹ Phương 500, Trần Thị Quỳnh Như 50.000, Dương Thanh Tâm Tâm 100, Nguyễn Tùng Hòa Thạnh Tam Bình Vĩnh Long 300, Võ Đức Thắng 200, Quang 500, Thanh Lê 200, Võ Bạch Ngọc Quang 300, Chị Vinh 300, Thủy Tiên 200, Mạnh Thu Quân giấu tên 500, Mạnh Thu Quân giấu tên 200, Nguyễn Thị Hằng 50.000, Chú Phố 100, Mạnh Thu Quân giấu tên 33.000, Mạnh Thu Quân giấu tên 100, Sushi Sushin 300, Trịnh Kỳ 200, Phùng Tuyết Nga 100, Huỳnh Thí Liễu 150.000, không ghi rõ ủng hộ hoàn cảnh nào, Nhân tùy duyên Nhân gửi về cho anh Cảnh chị Trang luôn. Vũ Thí Kiều 1.000.000, Trần Thị Mai 100, Trần Tuấn Đạt 100, Đỗ Thị Xuân Quyên 2.000.000, Phan Thị Bích Thủy 200, Vân Nguyễn ở Mỹ 5.000.000, và cuối cùng là Quang Lý là 200.000. Ngoài ra thì có một Mạnh Thường Quân rất là lớn, đó là Mạnh Thường Quân Minh Hùng ở Illinois là ủng hộ là 80.000.000 để xây nhà. Và cái danh sách từ đầu đến giờ em đọc thì tổng cộng là 99.733.000. Thì phần còn lại em tặng cho gia đình luôn, đó là thêm mấy trăm nghìn nữa đó. Thì em làm tròn là, cố gắng nha con, thì em làm tròn là 100.000.000 là để em hoàn thiện cái nhà này. Và em đã thanh toán với lại thợ ha. Rồi đáng ra là đã chốt ở đó rồi, là không có la phong và không có nội thất này. Nhưng mà có anh Minh Tâm Vũ ở Mỹ thì anh quyết định anh tặng cho gia đình mình là 50.000.000 nữa. Đây là vốn để nuôi gà. Anh muốn là gia đình mình có một cái công việc trong cái thời buổi khó khăn này. Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ cái phần nuôi gà là em sẽ gác lại. Cho nên anh quyết định là anh làm la phong 10.000.000. Anh muốn mua nội thất cho gia đình mình thì em đã đi mua nãy giờ. Từ chiều giờ là cũng giao, gia đình cũng thấy rồi ha. Thì cái hóa đơn em cũng gửi cho chị rồi. Hơn 12.500.000. Nhưng mà em chẳng đi là 12.500.000. Như vậy thì 50.000.000 ha. Trừ cho 10.000.000 la phong và 12.500.000 nội thất với đồ dùng. Thì sẽ còn lại là 27.500.000. Đây là phần của anh Minh Tâm Vũ ở Mỹ. Rồi bây giờ thì em xin phép nha, em bàn giao 27.500.000 này. Chi phí này Mạnh Thường Quân á thì luôn luôn có những cái lời dặn dò với anh chị. Cất ở đây làm vốn, một là chữa bệnh cho mẹ, hai á là giữ ở đó cho mấy bé đi học nè, rồi làm một cái vốn ví dụ như lấy dưa Tết bán hay là như thế nào đó để mà cái số tiền này nó được lâu dài ha. Phần này trao xong là anh chị phải có trách nhiệm với nó nha. Phải cố gắng, nó cũng là một cái vốn không phải nhỏ đâu. Cho nên là cố gắng để mà không phụ lòng Mạnh Thường Quân nha. Không có được làm cái gì bậy bạ với số tiền này. Cái đó là dặn trước. Rồi đây, ai nhận đây? Rồi chị Trang nhận nha. Rồi cứ kiểm tra lại là 27.500.000. Có kiểm tra không? Dạ không. Rồi cứ điếm lại có gì khiếu nại với em Nhân. Dạ. Con tính nhận rồi hả? Rồi bây giờ ai cảm ơn Mạnh Thường Quân cái nè, phát biểu cảm xúc ngày hôm nay.
Khi mà có quá nhiều quà như thế này. Dạ vui, vui dữ lắm, vui luôn. Và em xin gửi lời cảm ơn đến các anh, cô chú, anh chị bên Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình nhà em có nhà và có nội thất để trang trải trong cuộc sống, để không phải lo cái ăn, cái ở ở ngoài sân nữa. Dạ. Dạ. Hôm trước đó là quên nữa, bé Thành nó có một cái ước mong đó là nó xin cái chuồng chó. Dạ. Thì hôm nay cái số tiền này là dư ra đó, nhớ làm cho bé cái chuồng bé nuôi chó nha. Dạ. Rồi anh Cảnh, giờ với cái số này, số tiền này như thế này thì anh sẽ làm những gì trong thời gian tới nè, anh chia sẻ. Như em chắc gần mớ để cho mẹ đi tới lui ăn uống này kia, chi phí chạy thẳng. Còn lại số thì em cứ giữ lại đó, để vợ có mua bán gì đó thì để cho vợ mua bán. Bây giờ thì là không phải lo về chỗ ở nữa rồi. Nội thất thì như thế này là nó quá khang trang rồi. Dạ. Cho nên là mình chỉ việc mình đi làm. Nói chung là em chưa có nghĩ tới là sẽ được bên Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em để có vốn để em buôn bán, em làm ăn. Bây giờ có thì em dự định là sang năm là em sẽ đi căn dưa để em bán lại, kiếm đồng ra đồng vô để trang trải trong cuộc sống. Lo để sau này em có khá giả hơn nữa, em cũng sẽ trích tiền ra để em giúp đỡ cho những người hoàn cảnh khó khăn giống như em. Đúng rồi. Mình đang nhận những cái phước lành từ mọi người. Dạ. Thì sau này chị phải cho đi nhiều hơn. Dạ. Để mà mình cân bằng lại ha. Dạ. Này mình đang nhận phước của mọi người thì sau này mình phải. Dạ. Mình phải làm phước lại. Dạ. Nha. Cố gắng làm rồi dư tiền thì làm từ thiện, có ít làm ít, có nhiều mình làm nhiều. Dạ. Ha. Dạ. Dư ra được chút đỉnh nào đó mình có thể giúp bà con khó khăn. Dạ. Mình có thể đi chùa. Dạ. Đúng không? Sau này vợ chồng sẽ cố gắng để làm ăn nhiều hơn, để có kinh phí để em sẽ giúp đỡ cho những người khó khăn giống như em nữa. Xúc động ha anh Cảnh. Dạ. Dạ. Rồi bé Thành phát biểu đi. Phát biểu gì? Biết được nhiêu tiền không? Không biết hả? Gần 30 triệu lần đó. Nhiều, nhiều không? Nhiều. Rồi giờ chúc cô chú anh chị sao? Chúc cô chú anh chị có nhiều sức khỏe, đi làm thật là vui. Rồi con ngủ phòng nào, con lựa phòng chưa? Dạ lựa rồi. Phòng nào? Dạ phòng đầu tiên. Phòng đầu tiên. Còn phòng thứ hai dành cho ai? Dạ cho cha mẹ. Rồi ông bà nội ngủ đâu? Rồi thôi chết rồi, vậy chú Nhân xây thiếu phòng rồi. Vậy bây giờ con mẹ mẹ con em ngủ trong phòng thứ nhất và nội ngủ trong phòng thứ hai. Rồi quyết định vậy nha. Chú giờ có hai phòng mà. Hết tiền rồi. Hết tiền rồi. Thôi như vậy là mừng rồi đúng không? Hồi trước giờ ngủ lều có bị lạnh không? Có. Lạnh mà em con bật quạt hoài. Bật quạt sáng đêm. Hôm nay chú có mua quạt cho đây nữa nè. Đã không? Đã. Có tủ lạnh nữa, bỏ gì vô? Anh đắp bỏ rồi. Bỏ đồ ăn. Anh ngủ. Có tivi coi gì? Có tivi coi phim hoạt hình. Có chuyện chàng. Còn còn không thì coi siêu nhân gào. Rồi bây giờ thì kết thúc ở đây ha. Dạ. Bữa nay có ăn uống gì hay sao? Dạ có, ăn cháo. Ăn cháo gì? Dạ cháo với gà. Đói bụng chưa? Dạ đói rồi. Nay em Nhân vô hành gia đình quá trời mà. Từ hồi trưa tới giờ hói quá trời hói. Dạ không dạ. Đâu. Dạ thì là được bà hai mua cho một con. Ông Tư. Phải không? Ông Tư mua. Ông Tư mua. Ông Tư là chú thầu, chú thợ đúng không? Ông thợ đúng không? Là thợ. Dạ là ông Tư hầu hồi nãy đứng chung với chú Nhân ở đằng đó. Là đãi ăn cháo gà. Dạ. Ồ, dữ ha. Mua gà về. Câu. Rồi, thôi bây giờ là cũng còn có mấy ngày nữa là cũng tới Tết rồi. Chúc cho gia đình mình năm mới khởi đầu mới. Dạ. Năm mới, năm nay là có cái nhà như thế này là đã phải nói là quá mừng rồi. Dạ. Không phải Nhân chia sẻ hoàn cảnh nào cũng được nhà như thế này đâu cô chú anh chị. Phải có một cái duyên rất lớn. Và anh chị phải nói là có duyên, có phước. Cho nên là mình cố gắng mình đi làm nha. Rồi, năm mới chúc cho mọi điều sẽ tốt đẹp đến với gia đình của anh chị. Rồi, bây giờ thì đi ăn. Dạ. Đói bụng quá rồi. Dạ rồi, cảm ơn cô chú anh chị. Nay vợ chồng cũng đuối dữ lắm rồi. Cái nhà này còn phải dọn nữa. Dạ.